ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp tục, lại là những sản phẩm âm ly crown lên đường. Mô đen 5002, con kế tiếp test trao trả bác Cương trên Phổ Yên Thái Nguyên. Sau đó là xe ôm Khang Minh sẽ chở con này lên tận nơi trao trả bác. Tiếp tục, bác mua sắm thêm một con nữa để bác chơi vào cái cấu hình loa sự kiện mà vừa rồi Khang Minh nắp cho bác trên đó. Đẹp cực kỳ luôn, chúng ta cùng xem. Vỉ mạch này, nó xanh di. Hai cái bo nguồn tăng vô, cái thép ở bên trên long lanh bảy màu đấy, toàn bộ đời 32 con sò vương miện. Ta đang tìm cách quên người, phải cố mặt mũi quên này người. Dù có tim muốn gì vẫn muốn đời nhớ anh, từng chiều qua buồn tay có khi tim luôn hỏi đến người. Kênh số 1 này, vẫn trong mong mơ ngày mai sẽ có anh. Kênh số 2 này, tim ơi mình hãy quên người. Hai kênh, phải cố quên người. Dù ta đây bao đây vẫn không niềm đau, chàng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chàng là tất cả nguyên do của niềm đau. Phía sau máy này, hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sáng tôi nhớ mong người tìm bé nhỏ, từng con chữ lép bắn luôn. Tim ta van xin tim hãy cố xin cho ngoài ngoài tháng năm mình có nhau, đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vẫn trong đầu, quên đi đôi môi nhớ xưa môi tình mối, quên đi tim mới hai ta hãy. Các bác anh em quan tâm đến nhiều sản phẩm âm ly crown hoặc là âm thanh mỹ tuyển chọn, chúng ta nghe biểu diễn ca hát chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ cho Khang Minh hoặc thân tư vấn nhá. Tháng năm vẫn chưa quên được, vẫn còn đợi chờ. Ôi biết nên bao giờ, vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim ơi, qua video hình ảnh Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Cương trên Phổ Yên Thái Nguyên tiếp tục ủng hộ em sản phẩm. Tất cả 3 con crown, 2 con 5002 và 1 con 3006. 4733X, MRX528S và 1 cặp loa Trung Quốc mà bác vẫn sử dụng. Đó là những cái loa đồ mà ngày xưa bác còn. Còn lại vừa rồi Khang Minh lắp đặt và set up toàn bộ JB và ground. Cái cấu hình để bác sử dụng cho những cái việc thuê mướn, đám xin đám cưới này nọ, cực kỳ chất luôn. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao thôi buồn. Khang Minh đang gõ ra cặp loa AM5215/95. Đây. Tim mai ta vẫn xin tim hãy cố quên người, xin cho người ngoài tháng năm mình vắng nhau, đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vắng trong đầu, quên đi đôi môi nhớ xưa môi tìm mối, quên đi tim mai hai ta hãy cố quên người, dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên. Ông vẫn chưa quên được, tháng năm vẫn chưa quên được, vẫn còn đợi chờ. Hỡi ôi biết đến bao giờ, vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim ơi mong sao ai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tay, có khi tim luôn hỏi đến anh. Vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người. Dù ta đây mãi mãi vẫn không niềm đau, chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Không có cái giấy, cái bao tải phủ lên hay cái ni lông cũng được. Đi chỉ hết độ chưa đến tiếng thôi, gần mà 30 cây chưa đến, xịt 30 cây này đây á, đây bằng được.